Cái làm gì đấy anh? Giờ mới dậy. Anh dậy từ sáng rồi. Ủa. Đón báo. Ủa, vào. Dạ vâng. Báo mà anh mặc này không lạnh á? Nhìn đồng lạ thế nhở? Anh chàng sao lại biết thôi em? Ôi, anh không lạnh à? Lạnh thì cũng có lạnh. Có cái áo này rất là mạo đấy. Đây, trời lạnh thì em sắm mấy chiếc áo nghỉ đây. Anh chơi cái quả vua mèo này nó hơi lạnh. Vâng. Đây, anh ấy sau anh thử ướm xem nó có vừa không? Đây là... Con này bao nhiêu tiền? Mấy chiếc áo em vừa sang trên TikTok. Đây là... Con này ấm đấy nhỉ? Nỉ nó lông. Đấy, anh ướm vừa không? Đấy, nỉ nó lông. Đấy, anh nhìn chất này. Bên trong là nó lông nha. Mặc mềm mại luôn. Cái này chỉ có hơn 100k một cái thôi. Có đủ 5 màu. Sao bán rẻ đấy? Thì trên TikTok người ta hỗ trợ mà. Nhưng mà con này mà nếu mua ở shop là mấy? 2-3 lít đấy. 4-5 lít luôn đi. Vâng. Đeo cái nhà anh em nhỉ? Cái này có đủ 5 màu. Nhưng em biết quả vua mèo của bao nhiêu? Bao nhiêu? 30 với anh ơi, cái bảng này nó bao tiền rồi? À, dạ. Thì ở dưới chuôi này nó đưa vào. Nó đưa vào sở hữu hết ạ. Ngồi nhà thôi. Đấy nha, có 5 màu. Đỏ này. Anh thích màu đỏ? Đỏ. Đen. Một form ạ. Nô be này. Tín than này và màu ghi anh em ạ. Anh em nào mà muốn mua ấn trên góc trái màn hình nhá. Đấy, anh em vào săn hàng nhá. Mua gia đình, các bạn gia đình chịu đâu anh em nhá. Ok.